Thưa quý vị, trong thời gian cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà tạm dừng hoạt động để phòng chống COVID-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã triển khai một số giải pháp để bảo đảm nguồn cung thủy sản trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Hiện nay, tại cảng cá Thọ Quang vẫn còn dự trữ gần 250 tấn thủy sản cấp đông của bà con tiểu thương và các chủ tàu chưa kịp bán. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang có phương án tiếp tục hỗ trợ người dân dự trữ và xuất một số thủy sản cấp đông để phân phối trực tiếp về các chợ, tránh tình trạng thiếu hụt thời gian tới. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng đang phối hợp tìm kiếm thêm các mặt hàng thủy sản từ những nguồn khác để bổ sung kịp thời. Trên cái cơ sở mà phương án thì chúng tôi cũng sẽ là ưu tiên phân phối, bố trí cho những cái nguồn hàng có sẵn và những nguồn hàng cấp thiết phải giải phóng để mà đưa ra thị trường, ví dụ như là hàng từ tàu của khai thác của ngư dân Đà Nẵng cập cảng trong cái giai đoạn này. Thứ hai nữa là những cái hàng mà trong cái kho bảo quản để mà đưa ra thị trường tới thứ tới đào, thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp làm đầu mối giữa cái anh đầu mối cung ứng và cái đầu mối phân phối tiêu thụ để mà điều hòa cho nó kịp thời, không để cái thị trường bị đứt gãy. Theo ghi nhận tại chợ Cồn, quận Hải Châu, các mặt hàng thủy sản trong những ngày này khá ít và không phong phú, chủ yếu là các loại thủy sản cấp đông, sản lượng tiêu thụ giảm đi tới 30-40%. Ban quản lý chợ cũng đã có nhiều phương án để bổ sung kịp thời nguồn hàng thủy sản và hướng dẫn bà con tiểu thương phân bổ số hàng thủy sản còn lại để bán dàn trải đồng đều qua các ngày. Từ khi là cái cảng cá Thọ Quang nó ngừng hoạt động á, thì cái lượng mà hải sản và cá thì ở chợ Cồn nó giảm hẳn. Hiện nay là mấy ngày gần đây thì chỉ có khoảng là từ 20-25 hộ vừa bán cá vừa bán tôm. Cái lượng cá như ngày hôm qua và ngày nay thì khoảng bình quân khoảng 300 kg trên một ngày, lượng tôm thì khoảng 100-200 kg. Cái nguồn hàng mà để mà lấp đầy cái chỗ trống này thì cơ bản thì bà con kinh doanh á, thì trong đó là chúng tôi là có hai hộ là người ta có cái lượng dự trữ cá thì mỗi hộ khoảng tầm 600 kg, hiện nay là vẫn còn hàng ngày đưa ra chợ bán. Và bên cạnh đó thì bà con là lấp chỗ trống bằng cách là đánh có cái đầm, có cái hồ nước ngọt để mà lấy cái lượng cá nước ngọt, lấy lượng tôm nước ngọt để bán cho người dân. Với nguồn dự trữ thủy sản cùng việc kích hoạt đồng bộ các giải pháp để cân bằng nguồn cung từ các đơn vị liên quan, cho tới khi cảng cá Thọ Quang hoạt động trở lại, việc cung ứng trên thị trường Đà Nẵng cơ bản vẫn đảm bảo. Qua cái lượng thống kê hàng trước cũng như trong giai đoạn hiện nay là cái lượng tàu thì chúng tôi vẫn cho về cảng. Đối với những tàu Đà Nẵng có hàng cùng với cái lượng hàng tàu và cái nguồn hàng mà dự trữ, kể cả cái của các doanh nghiệp mà xung quanh cái khu công nghiệp dịch vụ thủy sản, thì cái lượng hàng vẫn đảm bảo đáp ứng được cái tiêu thụ, cung ứng cho cái thị trường. Tuy vậy, theo ngành nông nghiệp Đà Nẵng, đây chỉ mới là những giải pháp tạm thời. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, cần có một phương án để duy trì chuỗi cung ứng một cách bền vững và chủ động hơn, trong đó phải ưu tiên việc tìm kiếm các nguồn thủy sản mới để thay thế.